Xin chào tất cả quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với hội Xuân Hán Vĩ Chiến Thắng nha. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Hai chị sinh đấy, hai chị ở đâu ấy chị? Minh Phát à? Nếu gần đây thôi chị nhở? Đây đi cùng mấy chị này luôn à? Chúc các chị đi chội hội vui vẻ nhá. Có hát gì đúng không các chị? Vâng. Cảm ơn các chị nữa. Panamen ở đây cũng chưa có gái bản luôn. Đâu đâu, chị nào chưa có chồng không? Chị nào chưa có chồng? Đây, giới thiệu cho thằng này chị ơi. Giới thiệu cho thằng này nhá. Đây thằng này chưa vợ này chị ơi. Chị sợ các em nó có nhận lời không thôi nhỉ. Phim cái. Đi đâu mà gái bản quá. Tôi nhờ tí các bạn ơi. Đông đông tí, ba bốn nữa. Nhìn nhìn là máy quay của tôi cái. Các chị là đến từ đâu ấy? Vâng. Ở đây á, đến Thắng luôn à? Vâng. Cứ đi tự nhiên đi, rời rồi. Lượn được mấy vòng rồi các chị? Lượn được vòng nào chưa? Lượn được mấy vòng rồi các chị? Chị này chẳng biết hát phải không? Thế không? Bảo các anh dạy cho. Chào các chị nhá. Nhìn con trẻ này gọi các chị rồi á. Xin gái thế nhờ. Ngồi bắt chai bàn à. Rồi vâng. Chào các chị nhá. Chúc các chị đi hội vui vẻ nhá. Vâng. Vâng, em chào các anh nhá, các chú nhá, em chào anh nhá. Hello chị, bỏ khẩu trang mới xinh. Chị, em chào các chị nhá. Đi hội lâu, đến lâu chưa chị? À được. Wow. Chúc các chị đi hội vui vẻ nhá. Đông hết nhở. Là cái đấy 39.000 đồng. Quý vị cầm lên cái gì? Cái đấy cũng chỉ có 39.000 đồng. Là quý vị cái gì? Cái đấy cũng chỉ có 39.000 đồng. Gì? Cái gì cũng chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh tay vào lựa chọn xem mua. Xin chào các chị nhá. Chào các chị nhá. Đi được mấy vòng rồi các chị? Lượn được mấy vòng rồi các chị? Ở đây vào rồi à? Đây nha mọi người ơi, ở trong này rất đông đây. Cô nhá. Yeah. Học hát đi. Học hát cho vui. Yeah. Đây, hai anh này nhá. Hai anh đẹp trai này được không?
Hả? Ta đi. Chị hát bài nào chưa? Chưa. Hát anh đổi mũi kia luôn kìa. Đây nha quý vị, năm nay thì xã Chiến Thắng vừa mới xây cái trung tâm văn hóa thể thao này. Lúc trước ở đây là cái chợ, nhưng mà bây giờ đã đập đi để xây cái này rồi nha quý vị. Cái này rất là rộng luôn, ở đằng trước có một cái sân rất là to. Đây là bên ngoài đường nhé. Quay cho quý vị một vòng xem luôn này. Ở đây thì mọi người cũng vào đây hát xì cho đỡ ồn nha quý vị. Ngoài này bán quốc sản rất là nhiều nha. Đây, đây ngã ba rất là đông nha quý vị. Đây người đẹp đây chứ đâu. Chưa tìm được anh nào hát à? Thấy con gái không thấy con trai mình. Dạ. Đấy, đi đi vào trong này đi, vào trong chưa? Vào trong chưa không? Thấy con gái nhiều. Quay toán người xinh. Vâng. Vâng anh. Đây đường hướng về Lạng Sơn đây. Hát được bài nào chưa cô? Chưa. Chưa. Vâng. Chúc cô đi hội vui vẻ nhá. Tắt cả đường nha quý vị. Chào các chị nhá. Hello các chị. Đi, đi đi được mấy vòng rồi các chị?
Bây giờ là gần 5 giờ kém rồi nha quý vị nhá. Mọi người cũng đã bắt đầu về dần rồi. Đấy, đồ ăn vặt bán rất là nhiều luôn nha quý vị. Ở đây có trò chơi phi tiêu cộng điểm này, nên là rất đông người chơi nhá. Trò này các thanh niên rất là thích, bởi vì là vui chơi có thưởng. Cái gì cũng có, tất cả chỉ với giá 39.000 đồng. Quý vị giờ là cái gì là cái đấy, 39.000 đồng. Quý vị cần lên cái gì cái đấy, 39.000 đồng. Đấy. À thế à, thấy rồi, lên rồi. Nhìn vào đây, các chị nhìn vào đây. Chào anh nhá. Đây Hashi rất là vui. Đây, ở đây các chị mua vải về may quần áo rất là đông đây. Đi về đây đi. Hôm nay bán vải rất là chạy. Ui, lợn quay các thứ đầy luôn. Ngã ba vẫn còn rất đông nha quý vị. Mía này bán rất là chạy nhá. Ông hát gì hả các cô? Ngoài ăn á. Lượn được mấy vòng rồi các chị? Dạ. Đấy, mọi người đã bắt đầu di chuyển dần dần về rồi nhé quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị không? Mưa à, mưa. Mua được gì nhiều rồi chị? Vâng. Chào các chị nhá. Về à các chị? Rất nhiều lợn quay nhá. Đi bán thuốc hả chị? Hôm nay bán được nhiều không? À, yeah. Mai đi tiếp chứ? Mai đi hội nào? Dạ. Dạ. Chợ kép á? Bà bán cuốc hả bà? Hôm nay các bà con nông dân kìa. Hết con rồi chuẩn bị làm ruộng nương. Ờ. Bà bán cho các cháu các con về làm ruộng nương. Bà ở đâu? Bà ở Vân An. À, cũng gần đây thôi nhờ nhờ. Ừ. Hôm nay bán được nhiều không bà? À, bán được nhiều. À. Hôm nay là đến vụ rồi, mất chân vào vụ rồi. Ờ. Bà con về các con cháu đi mua nhiều lắm. Ờ, đấy ạ. Bà hôm nay bán làm được hết các bà. À. Vâng, chúc bà mạnh khỏe bán hàng nhá. Cả cháu may mắn nhé. Vâng. Vâng, cảm ơn bà nhá. À, vâng ạ. Vâng, nhớ chào bà nhá. Bây giờ chỉ còn thanh niên thôi nha quý vị. Ờ, năm mới.
Hát xì chia tay rất hay đây. Cảm ơn quý vị đón xem nha, quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị nha. Xin chào các idol nhá. Không ngại đâu. Các cháu đến từ đâu ấy? Kênh Khai Kim nhá, cứ ghi là Khai Kim HC nhá. Khai Kim. Có. Ok, sau này lớn lên xem lại thời trẻ của mình nhá. Ừ. Cháu tên là gì ở đâu? À. Ờ, à, gần thôi nhở, các cháu lớp mấy rồi? Cháu lớp 6, cháu lớp 7, cháu lớp 9 chưa ạ? Còn trẻ lắm nhở, chúc các cháu năm mới mạnh khỏe, học hành tốt nhá. Sau này là lớn lên thành công nhá. Cháu đi Tân Châu hết rồi.